Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh thành trực thuộc Trung ương, yêu cầu kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 tạm dừng việc xem xét quyết định sử dụng tài sản công đất đai để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức xây dựng chuyển giao BT, cho đến khi nghị định của Chính phủ quy định về nội dung này có hiệu lực thi hành. Trước đó, vào tháng 10 năm 2017, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng BT. Đến nay, văn bản này vẫn chưa được ban hành và trong thời gian đó, việc đổi đất lấy hạ tầng sẽ dừng thực hiện. Vài ngày trước thông tin Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án về hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất hàng trăm hecta cho các nhà đầu tư, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị thành phố rà soát việc chấp nhận chủ trương này. Cũng liên quan tới các dự án BT, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong quá trình thực hiện một số dự án theo hình thức hợp đồng BT, BOT trong lĩnh vực giao thông, môi trường trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, việc thực hiện các dự án theo hình thức BT, BOT trên địa bàn Hà Nội cũng đã để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm. Tại công văn lần này, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị dừng xem xét quyết định giao, điều chuyển, bán ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án, trừ ô tô của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, cho đến khi các nghị định của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô có hiệu lực thi hành để thay thế cho các quyết định hiện nay. Việc mua sắm ô tô công, Bộ Tài chính nhấn mạnh phải thực hiện theo hướng dẫn tại công văn mà cơ quan này ban hành vào ngày 14 tháng 3. Theo đó, các đơn vị không thực hiện mua sắm xe cho đến khi Chính phủ có quy định về tiêu chuẩn định mức mới. Riêng việc thu hồi, xử lý trong trường hợp thanh lý ô tô, thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017. Bộ Tài chính cũng yêu cầu tạm dừng việc xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sử dụng ngân sách nhà nước cho đến khi nghị định liên quan có hiệu lực thi hành.